Khách hàng của Uber không chỉ được chuyên chở bằng ô tô mà cả bằng máy bay nữa, ít nhất là tại New York. Người dùng ứng dụng Uber trên điện thoại di động sẽ sớm đặt được những chuyến bay bằng trực thăng tới phi trường John F. Kennedy. Các chuyến bay tên là Uber Copter sẽ sẵn sàng phục vụ hành khách từ ngày 7 tháng 10 sau khi bay thử nghiệm với các thành viên thượng hạng từ tháng 6 cho tới nay. Cước phí không hề rẻ. Các chuyến bay chừng 8 phút, mất ít nhất là $200 một người, chưa kể tiền vận chuyển khách tới lui mỗi đầu trước khi trực thăng cất cánh và sau khi hạ cánh. Hiện, dịch vụ bay của Uber đang hoạt động từ mũi nam của Manhattan tới sân bay, nhưng Uber cho biết sẽ mở rộng điểm đón khách trong thành phố. Di chuyển bằng trực thăng chắc chắn tiết kiệm được nhiều thời gian, vì từ Manhattan lái xe tới phi trường thường mất 2 tiếng, còn đi bằng phương tiện công cộng thì khoảng 1 tiếng. Uber đang phát triển taxi điện biết bay, giúp giảm chi phí, tiếng ồn và khí thải. Dịch vụ này theo dự kiến sẽ khởi sự ở các thành phố Los Angeles, Dallas của Mỹ và Melbourne ở Australia vào năm 2023.